Người đã chết đi ra, tay chân còn quấn những mảnh vải,
Trên mặt một khăn liệm, Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi." Một số người Do Thái đến trong Maria khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, tai họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào trung tuần tháng 2 vừa qua vẫn là nỗi ám ảnh cho con người. Có quá nhiều người chết, theo thống kê gần 50.000 người. Nhà cửa tan hoang sụp đổ, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Con người rơi vào thảm cảnh của sự khủng hoảng về tinh thần và vật chất. Cái đói, cái khát, chấn động lớn về tinh thần. Rồi những người chết chỉ còn cách chôn tập thể, không áo quan, không người tiễn. Nếu ai theo dõi trên trang mạng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, chúng ta cũng thấy không khỏi những đau thương tan tóc của những trẻ em bị chết, những người phụ nữ, những người già bởi bom đạn đã cướp đi mạng sống của họ. Ngôi mộ, hai từ khiến người ta sợ hãi rùng mình. Ngôi mộ phủ lên đời sống của con người một sự u ám buồn chán. Ngôi mộ hình như đã chôn vùi sự sống, niềm hy vọng và cả niềm tin của cả nhân loại. Ngôi mộ được mở toan là niềm hân hoan vui sướng của con người. Họ không còn chết, họ được sống, họ không còn thất vọng nhưng tràn đầy hy vọng, không còn gục ngã bất tin nhưng tin tưởng tuyệt đối. Hôm nay bài đọc một tiên tri Ezekiel đã tiên báo thời huy hoàng và niềm vui hạnh phúc ấy. Hỡi dân ta, ta sẽ mở cửa mộ cho các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mộ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Nghĩa là các ngươi không còn chết nữa, các ngươi được sống để trở về quê cha đất tổ. Mộ của các ngươi được mở toan, sức mạnh của phiến đá che cửa mộ không còn giá trị và đáng sợ nữa, vì ta đã cất nó đi khỏi các ngươi. Trong bài tin mừng cho chúng ta rõ hơn điều này khi sự kiện xảy ra đã làm cho mọi người kinh ngạc và tin theo. Ngài đã phá vỡ hòn đá lớp cửa mộ của Lazaro và cho ông sống lại. Con người đã chết được sống lại, mở ra cho họ một chân trời mới, một kỷ nguyên mới. Thường tình khi nói tới ngôi mộ là nói tới sự chết, là nói tới vương quốc của tử thần. Nhưng khi nói tới ngôi mộ được mở toan là nói đến sự sống, vương quốc của tử thần bị đánh bại và nhường chỗ cho sự sống mới. Mở cửa mộ là mở ra cánh cửa của sự sống, con người không còn chết và họ sống cuộc sống vĩnh cửu với Đức Kỳ Mộ. Mở cửa mộ là mở cánh cửa của đức tin, một đức tin vững chắc và kiên định chứ không còn mơ hồ hay bán tín bán nghi. Lazaro sống lại, đức tin sẽ trở nên sống động cụ thể và vững vàng. Trước đây có nhiều người chưa tin Đức Giêsu Kitô, nhưng sau khi chứng kiến sự sống lại của Lazaro, nhiều người đã tin vào Ngài. Cũng như trước đây chỉ có vài ba người theo Đức Giêsu Kitô, nhưng sau khi Ngài sống lại thì nhiều người đã tin Ngài và niềm tin ấy được gieo vãi trên toàn thế giới. Tảng đá lớp cửa mộ không còn nữa, nó đã bị bể tan bằng lời truyền của Đức Giêsu: "Hãy ra đây, hỡi Lazaro." Từ đây cái chết chóc không còn nữa. Thất bại nhường chỗ cho chiến thắng và thất vọng nhường chỗ cho hy vọng, sự chết nhường chỗ cho sự sống. Tất cả được tan biến khi ngôi mộ của Lazaro được mở tung. Thần chết không còn thống trị con người khi ngôi mộ của Đức Giêsu
Kitô cũng mở toang trong ngày phục sinh ấy. Đức Giêsu đến để mở cửa mộ, Ngài mở cánh cửa hy vọng, Ngài biến đổi số phận của con người. Họ không còn bị sự chết giam hãm, sự dữ không làm gì được con người mà nhường chỗ cho sự sống, sự hoạt động của Thánh Thần. Anh chị em thân mến, tôi và anh chị em cũng đang bị giam hãm bởi nhiều nấm mộ khác nhau, nấm mộ của tội lỗi, nấm mộ của những đam mê xấu, của bất công, hận thù, ghen ghét, của nghèo đói, của những thiên kiến với tha nhân. Có quá nhiều ngôi mộ kiên cố mà chúng ta tưởng chừng như không thể phá vỡ được. Hãy trông cậy vào Đức Giêsu Kitô, và ngày hôm nay Ngài cũng phá tan cái nấm mộ đấy của chúng ta, và Ngài cũng gọi chúng ta rằng: hãy ra đây, hãy ra đây. Lời mời gọi của Ngài, lời truyền của Ngài phá tan những nấm mộ của chúng ta. Ngài sẽ lập tung tảng đá nặng nề ấy để chúng ta thanh thoát nhẹ nhàng, không còn quấn những dây băng và những mảnh vải của ích kỷ, kiêu căng, hận thù, đam mê xung quanh mình nữa. Cùng nhau tạ ơn Đức Giêsu Kitô, vì chính Ngài là đấng mở tung tất cả mọi nấm mộ của đời sống con người, để từ đó chúng ta được hưởng phần phúc và sự sống vĩnh cửu. Tạ ơn Đức Giêsu Kitô vì những tảng đá nặng của tội lỗi, của đam mê, của ghen ghét, của tất cả những hận thù, kiêu căng, ích kỷ kia đã bị đập tan do sức mạnh của Đức Giêsu Kitô. Xin cùng sống với Ngài, đặc biệt trong tuần này và tuần thánh sắp tới, để từ đó chúng ta cảm nhận được hết những nấm mộ của cá nhân chúng ta đã được Đức Giêsu Kitô phá tan, và từ đó chúng ta có được sự sống mới, sự sống của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Tôi nên kinh mộ Thiên Chúa.